chạy tới nhà rồi đó thì là vợ em ra với lại ba mẹ vợ em ra đó, thì em cảm nhận rất là hạnh phúc, anh phải dùng từ là hạnh phúc luôn. Thực sự thì cảm giác như là một cái gia đình của mình, mà giống như em là một người xa quê về vậy đó. Ở xa trở về. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay phụ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng NetLove. Hai đứa lúc mà mới đến với nhau á, có gì khó khăn không? Có trở ngại, có cản trở gì không? Hôm nay để cho vợ em nói đi. Cái gì mà đi trái với quy luật á, thì người ta thường sẽ để ý nhiều hơn. Hiển nhiên em cũng có nghe rất là nhiều những cái lời không hay, hay là những cái lời góp ý cũng từ những cái người bạn bè, người thân. Nhưng mà một cái điều rất là may mắn là gia đình em thì đón nhận anh Lợi và yêu thương anh Lợi giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Cái đó là cái quan trọng nhất là em đã có rồi, quá là may mắn luôn. Anh rất muốn biết cái lần đầu tiên mà em về nhà vợ đó, về ra mắt bên vợ đó, thì bên gia đình như thế nào? Lần đầu tiên thì em về nhà vợ em đó thì em cũng rất là vui là được mà Tết, mà dịp Tết mà vợ mình dắt mình về chơi, đó là chỉ là chưa có lấy nhau gì hết, chỉ là bạn bè thôi, cũng hồi hộp lắm anh. Tại vì mình là một chàng trai đặc biệt như thế này mà mình về nhà bạn gái mình dịp Tết nữa. Mình thì mình có thể chịu được những cái lời nói hay là như thế nào đó, nhưng mà không biết là có tiện cho gia đình họ hay không. Vợ em cũng động viên anh cứ về đi, mấy anh chị ở trong nhà anh cũng gặp hết rồi, thì bây giờ chỉ có ba mẹ em thôi. Thì lúc đó em về, trên đường em về thì em suy nghĩ rất là nhiều, rất là hồi hộp. Từ đó em chưa bao giờ hồi hộp. Em cũng gần tới nhà ra mới bình tĩnh. Khi mà chiếc xe vừa chạy tới nhà rồi đó, thì là vợ em ra với lại ba mẹ vợ em ra đó, thì em cảm nhận rất là hạnh phúc, anh phải dùng từ là hạnh phúc luôn. Thực sự thì cảm giác như là một cái gia đình của mình, mà giống như em là một người xa quê về vậy đó. Ở xa trở về. Dạ đúng, trở về đó. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay phụ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá, lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Rồi cưới nhau vui không? Mới đây mới bắt đầu về nhau vui không? Thấy nó có tại khác vì, gì lúc yêu không? Vì... Bây giờ là lại với nghĩa là ở bên bên nhà má ba là. Dạ đúng rồi, bên ở nhà má ba. Mà hôm anh ghé thăm. Anh ghé đó, nhà đó là nhà đó. Đúng là rồi. Là nhà má ba là bên chồng hay bên vợ? Bên chồng. À có nghĩa là ủa sao lại gọi là má ba? Tại vì má em ở trong nhà là người thứ má nuôi em là thứ ba, trước má em là có một bác nữa, rồi tới má em. Đó má, cái là má ba là má nuôi của má nuôi, má nuôi, má nuôi. À, còn má ruột em là Út. Ủa vậy là hai đứa ở nhà má ba chứ không ở nhà má dạ Út? Dạ không. Ủa vậy chứ má Út ở đâu? Dạ má Út cũng gần đó thôi, nhưng mà lại ở nhà má ba. Dạ đúng. Để rồi má ba nuôi em từ nhỏ nuôi... Từ lúc đầu bạn đó. Hay lắm chị ơi, ly kỳ lắm chị. Muốn biết mà nghệ sĩ Nhân Hồng Vân hãy đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Gõ cửa thăm nhà, gõ vào kinh ngư. Hôm nay tôi về tôi sẽ gõ ngay và liền luôn. Hay lắm. Rồi má ba cưng đứa nào hơn? Trước đó thì cưng em, mà giờ em đem vợ em về nữa. Dạ thằng con vợ. Bây giờ là cưng hai đứa luôn. Em là quá là gọi là may mắn luôn á. Vợ vừa đẹp nè, giỏi nè, gia đình vợ lại yêu thương em như vậy, rồi lại có bà má ba quá đáng yêu coi như bây giờ là. Nhưng mà nó nghe nè, chắc để mà rủ được bạn ấy về nhà đó, em cũng rủ bạn ấy nhiều lần rồi. Lúc mới quen chồng em được khoảng 4-5 tháng là lúc đó tới Tết thì em rủ, nhưng mà lúc đó ảnh, em nghĩ là ảnh có nhiều cái lý do để mà anh không về. Đúng rồi, còn lo lắng, còn suy nghĩ cũng ngại chứ em ha. Nãy bạn có tâm sự đó là chưa bao giờ mà bạn bị đắn đo đến cái mức như vậy ở cái lần mà về quê đầu tiên. Nói nghe nè, mê chồng lắm hả? Mê chồng lắm ạ. Mê không? Bây giờ mà em vẫn còn si mê ảnh. Nghĩa là cưới rồi mà vẫn cứ như là đang hẹn hò. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi cưới về rồi đó nghe, cái cuộc sống của hai vợ chồng mới đây thôi thì nó có khác gì so với cuộc sống trước đây không? Tụi em thì nếu mà từ lúc đăng ký giấy tới giờ là đã nửa năm rồi, nhưng mà mới chính thức là về chung một nhà đây thôi. Sau khi mà làm đám cưới á, thì em cảm thấy là mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc của mình nó lớn hơn. Đúng tại rồi. Vì được tất cả gia đình hai bên và bạn bè, người thân
công nhận và chứng kiến cái những cái giây phút mà long trọng nhất của cuộc đời ấy. Và em thấy yêu thương chồng em nhiều hơn. Vậy là cái cặp này chắc không có cái phần thứ nhì quá. Không có tật xấu cái hay phần sao? Phần mà tật xấu đó chắc không có cái để kể quá. Đang nói mà không, tôi không tin. Tôi không tin trên đời này là con người sinh ra là không có tật xấu. Giờ anh hỏi Nghĩa trước đi. Giờ bạn Lợi này nè, cưới về rồi, bạn có lòi cái tật xấu gì ra? Em nói chắc không ai tin đâu. Anh tin, anh với chị Vân tin. Anh thật ra thì những cái tật xấu của anh á, em chấp nhận ngay từ đầu, tại vì ngay khiếm khuyết như vậy em còn chấp nhận được mà những cái tật xấu là cái gì hết á. Mà phải kể mà có chút chứ. Cái hồi mà lúc em mới quen á thì anh xuyên chơi game hơn, mê chơi game hơn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều rồi. Rồi coi như tự xấu tự hết luôn, bây giờ không gì đâu nói. Không, nhưng mà có một cái xấu nè. Chồng em á hơi nóng tính, em cũng đã khuyên nhủ rất là nhiều lần rồi. Cố gắng khi mà mình bất cứ trong một cái sự việc nào đó cũng phải bình tĩnh, chứ đừng có nóng vội. Cái điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Vậy thôi vậy. Mà từ bữa giờ là cưới nhau về rồi, ổng có nóng tính với em không? Nóng tính với người ngoài chứ chưa bao giờ mà khó chịu gì với em hết. Còn em, Lợi, bên này có tật xấu gì không? Dạ thì giờ em cũng có tật xấu là lâu lâu hay nặng mụn sản. Nặng mụn bả? Không, nặng em. Sản mặt này, cái da này thì đó có mụn đâu. Nhưng mà giờ em thích, đang ngồi cái... À, đau. Từ từ đi, để anh nói chuẩn bị rồi em hãy nặng nha không? Vậy đó. Từ từ, mà riêng dạ, nặng mụn vậy hả? Em không biết, chắc là cái bệnh từ từ hết rồi. Đó là vậy thôi bạn. Đó, còn không có cái, một cái xấu gì nữa. Dạ không, thật sự trời thì... Trời ơi, cái cặp này thiệt á, làm vậy này cái phật mắt. Vậy mà lễ cái phật mắt chương trình tôi hết trơn hết trọi rồi. Rồi bây giờ là chắc có mong muốn thay đổi gì không? Dạ thật sự nữa, thì... có xấu gì đâu. Mong muốn bớt nặng mụn lên. Không, cũng có những cái mong muốn đó chị. Đâu, em mong đi. Muốn gì nè? Những cái gì mà ảnh chưa hoàn thiện được thì bây giờ ảnh cũng đã hoàn thiện hơn rất là nhiều rồi. Em cũng chỉ hy vọng là thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn một chút. Bản thân em không phải là người lãng mạn. Nếu mà chồng em á mà mua một cái bó hoa mà 99 bông mà cầm tới là em không vui đâu. Đối với em chỉ cần một bông hồng thôi. Hoặc là chỉ cần biết vợ thích cái đó, không cần bất cứ một ngày lễ nào hết á để dành tiền dẫn vợ đi mua, là đối với em như vậy là tuyệt vời. Trời ơi, chị còn đơn giản hơn em luôn. Chị chỉ cần chồng chị tặng chị trái ổi thôi là chị vui. Anh Vũng rồi đúng không? Chị thích ăn ổi đó, em biết không? Nói vậy đó. Ông Tuấn Anh không đi đâu cũng mua ổi. Hai vợ chồng Nhân Đan cũng muốn hỏi luôn là có những cái dự tính gì trong tương lai hay không? Kế hoạch gần thì hy vọng là sang năm tụi em sẽ có baby. À, làm bông baby đúng không? Yeah. Trời, đúng nghề của anh Biên. Đúng ổ luôn. Sẵn đây bỏ qua cái phần mong muốn thay đổi đi. Có xe có khuyên bảo gì không? Không. Trời ơi, cái cặp này là vô luôn quá đúng hoàn thiện. Rồi. Em chúc liền cho rồi. Chị. Anh cũng chúc cho hai vợ chồng em nha. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Đã yêu thương rồi thì sẽ yêu thương nhiều hơn nữa nha. Qua năm sau, công việc hai vợ chồng kết hợp với nhau sẽ thuận lợi. Và đặc biệt, tháng 3 năm sau, bác sĩ báo tin vui, cuối năm sau hai em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai em. Trời ơi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có là báo liền nha.